Bích Phượng xin kính chào quý vị hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 6 năm 2019. Đến với VTV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình nhạc lá bồ đề, trong phần hai là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi nhạc lá bồ đề qua câu chuyện Cúng dường chư tăng phải cẩn trọng do Tú Linh và đoàn Hữu Dũng thực hiện. Tủ Linh xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị đến với Nhạc Lão Bồ Đề qua câu chuyện Cúng Dường và Tán Thắng Người Xuất Gia Cần Phải Cẩn Trọng. Trích lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không, Tủ Linh tóm lược và trình bày. Kính mời quý vị theo dõi. Quý vị có biết rằng, đôi khi sự tán thán làm hại người hơn là sự phỉ bán. Người bị phỉ bán tuy giận lắm, nhưng đối với người có chí khí, càng bị chê bai chừng nào, họ càng nỗ lực, tinh tấn để đạt đến những thành tựu cao cả, Biển những lời phỉ bán thành một thứ trợ duyên thượng thẳng. Một khi được ca tụng tán tháng, họ sẽ nghĩ, ồ, nhiều người ca ngợi mình quá, có lẽ mình không tệ. Và họ sẽ mạng nguyện với những gì họ có được, không muốn trao dồi để tiến xa hơn nữa. Cho nên, tán tháng rất dễ làm hại người. Vì vậy, chúng ta tuyệt đối không nên tán tháng, không nên cúng dường quá nhiều, bởi vì tiền tài nhiều, danh vọng lên cao, lập tức sẽ xoa đọa ngay. Như vậy, sự đọa lạc của họ là do tính đồ gây nên. Sau này, những vị tăng hay sư đó bị quả báo thì tất cả những người ca ngợi cúng dường không thể thoát nạn bị đọa. Nỗi đến cúng dường, thọ nhận cúng dường, không phải là chuyện đơn giản trong nhà phật thường nói một hạt gạo của thí chủ lớn như núi tu di đời này mà không liễu đạo phải mang long đội sừng để trả cho nên người không tu làm sao dám nhận sự cúng dường và hưởng thụ sự cúng dường làm kiếp người không ai có thể biết được phước báo của mình được bao nhiêu ngay cả chư phật bồ tát cũng không hưởng thụ sự cúng dường nhưng nếu có người đến cúng dường với lòng chân thành, muốn gieo trồng ruộng phước, đương nhiên chúng ta không thể từ chối. Tuy nhiên, sau khi thọ nhận của cúng dường, chúng ta nhất định phải luôn chuyển sự cúng dường đó. Trong thời cận đại, Ngài ứng Quang Đại Sư là hình ảnh mẫu mực rất tốt cho chúng ta. Đệ tử quy y Ngài nhiều đến nỗi không thể tính đếm được tất cả những tài vật do đệ tử cúng dường, ngài đều đem ra ấn tống kinh sách để cúng dường lại cho mọi người. Ngài lập ra sở Hoàng hóa ở Tô Châu Trung Quốc để ấn tống và lưu hành kinh sách. Trong khi tôi tu học Phật pháp, tôi hoàn toàn noi gương của ngài, nghĩa là có bao nhiêu tiền cúng dường, tôi đều đem ra in kinh sách để phân phát khắp nơi cho mọi người. Tôi nghĩ nếu kiếp này không liễu đạo, tôi cũng không phải mang long đội sừng để trả. Vì sao thế? Vì những người nhận kinh sách trả nợ dùng cho tôi, đem tài vật của những người cúng dường, chuyển chuyển bố thí cúng dường. Như vậy, cái phước của những người cúng dường và người nhận sẽ trở nên rộng lớn, vô lượng, vô biên. Làm như thế mới gọi là như pháp. Nếu dùng tài vật của người cúng dường để hưởng thụ cá nhân thì tuyệt đối không thể như Pháp. Cho dù dùng tài vật cúng dường của thí chủ để xây chùa, xây đạo tràng, cũng phải vì mục đích hoàng pháp lợi sanh. Được như vậy, người bố thí cúng dường mới thật sự có công đức. Nếu như ở trong chùa mà không tu hành, cũng chẳng hoàng pháp, ngôi chùa sẽ trở thành nơi tranh chấp. Cho nên, Thầy Lý Bỉnh Nam thường nói rằng, khi xây chùa, mọi người là Bồ Tát. Sau khi cất xong rồi, thành la sát. Vì sao? Bởi vì tranh giành quyền lợi biến chất rồi. Sự phát tâm ban đầu đem quăng lên tận chính tầng mây. Cúng dường cho tăng hay sư phải hết sức thận trọng. Phật dạy chúng ta tứ sự cúng dường. Tứ sự là gì? Thứ nhất, ẩm thực tăng sĩ là người sống ở thế gian, không thể không ăn cơm, cho nên chúng ta cúng dường ẩm thực cho tăng để duy trì mạng sống của họ. Thứ hai, y phục. Tăng cũng cần có áo quần để mặc. Nếu áo của tăng cũ củ rách, ta nên cúng dường cho họ một bộ. Khi thấy còn tốt, thì không cần thiết cúng dường. Thứ ba, y dược. Khi tăng có bệnh, chúng ta cúng dường thuốc uống để chữa bệnh cho họ. Thứ tư, ngọa cụ. Tăng cũng cần có chỗ nghỉ ngơi. Chúng ta cúng dường mền. Thời nay, có người đem nhà cửa hoặc những vật quý giá dân cúng cho Tăng, khiến cho Tăng sống thật sung sướng. Đến nỗi Tây Phương cực lạc cũng không muốn đi nữa. Vì ở thế gian này cũng tốt quá rồi. Đến Tây Phương nữa để làm gì? Cái tâm mong thành Phật đạo liễu sanh thoát tử, tan thành mây khói. Điều này đối với việc thành tụ và đào tạo tăng sĩ thật là một tai hại lớn không gì bằng. Tăng sĩ xuất gia nghĩa là các ái ly gia không có nhà. Chúng ta lại tặng cho họ cái nhà, tức là kéo họ về nhà trở lại. Như vậy là hại chết họ rồi. Họ có đủ quyền lực, tài sản, thế không còn ý chí của người xuất gia chẳng khác gì người phàm tục. Ai đã hại họ? Chính là tín đồ đã hại tăng sĩ. Nhưng tín đồ này không biết rằng hành động như vậy là phá hoại Phật Pháp, tổn hại tam bảo. Mà họ lại nghĩ rằng mình đã tạo rất nhiều công đức, làm được nhiều việc tốt. Thang ơi, khi mạng chung, đọa xuống địa ngục gặp Diêm Vương, chừng đó còn chối cãi gì được nữa đứng về mặt tu phước trong nhà Phật, chúng ta cần phải có trí tuệ chân chính. Và điều này cần phải giải thích rõ ràng. Nhiều tăng sĩ không dám nói rõ, vì sợ khi nói rõ thì Phật tử tín đồ không cúng dường nữa. Không cầu cúng dường, không cầu đạo tràng, điều gì cũng không cầu, tâm sẽ thanh tịnh. Đó chính là đạo tâm, chính mình tu tâm thanh tịnh, giúp người khác tu thanh tịnh tâm tuyệt đối xa lìa chân vọng lợi dưỡng như vậy mới là phật pháp chân chính muốn thành tựu cho các tăng trẻ muốn lo lắng cho họ phải chấp nhận cho họ chịu cực khổ một chút đừng nên nói là thấy họ cực khổ ta không đành nếu như vậy là hại chết họ lúc phật thích ca còn tại thế tất cả đệ tử của ngài chỉ ăn một bữa ngủ dưới gốc cây cuộc sống khổ cực thiếu thốn như vậy nếu ta nhìn thấy thật không nhẫn tâm rồi đem họ về nhà như vậy làm sao họ có thể thành đạo được trong kinh phật dạy chúng ta rằng dĩ khổ vi sư nghĩa là lấy cứ khổ làm thầy của mình thông thường trong cuộc sống đau khổ người ta mới có tâm đạo chân chính mới có tâm niệm cương quyết vượt ra khỏi thế gian này cho nên khổ là tốt chúng ta không cam nỗi khổ cực nhưng khi thấy người khác chịu đựng khổ cực, ta phải xin lòng cung kính. Đừng nên gây chướng ngại và lôi kéo họ trở lui. Chúng ta phải chân thành, dựa trên thực tế mà đào tạo tăng sĩ. Làm được như thế, chúng ta mới có tăng sĩ chân chính tốt lành để hoàng pháp lợi sanh. Kính thưa quý vị! Nhạc lá bồ đề đến đây xin được tạm ngưng Mọi liên lạc về chương trình nhạc lá bồ đề xin gửi email đến nhạc đề 2 gmail com Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới Kính chúc quý vị chương trình BTV đến đây xin tạm ngưng Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo